đi qua uống nước à? Con, em uống hả? Đó, em uống xíu hả? Đó, qua uống đi con. Này là Quy Vi được 14 tháng mấy ngày rồi. 14 tháng 4 ngày. Là Vi đi từ lúc 13 tháng 2 tuần. 2 tháng. 13 tháng 2 tuần. 2 tháng đời, là đi rành là đi á. 13 tháng 1 tuần á là đi đi 5 bước. Đi 5 6 bước. 13 tháng 1 tuần là đi 5 6 bước, rồi 13 tháng 2 tuần là đi rành. Mọc răng á hả? Dạ, mọc hai cái răng ở dưới á. 6 cái răng, mọc thêm 2 cái nữa là 8 cái. Ăn bánh hay không? Này tuần lễ qua 300 ngàn sữa. Ừ. La Vy nó tiết kiệm cho cha mẹ. Ừ. Sữa mẹ mà. Bây giờ lấy một tuần này ăn. Tiết kiệm mà la người ta. Ăn không mà ăn giỏi lắm á. Nó không phải như tên hai. Tốt mới còn đâu. Nó ăn tốn tiền sữa. Ăn mà đòi ăn, dành ăn, đòi ăn luôn. Đến giờ cơm cái dọn ra cái tới ăn 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 liền. Ăn nhanh nhanh rẹt rẹt xong à. Và bánh tán cơm á dùng bút canh á cho ăn. Em được 6 tháng rồi hả má? Còn có 2-3 ngày nữa hả? Mùng 2 á. Ừ. Mới nay 20 mấy rồi? 29, 28. 28 hả? 28 mình ha? Cô chưa có gà chưa kìa? Ừ. Đó, gà.